Và buổi trưa nghỉ ngơi tốt không ạ? Yes, okay. Very good. Now, this afternoon we begin to speak about my best friend. À, buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về người bạn thân nhất của tôi. My best friend, người bạn thân nhất của tôi, đó chính là Đức Thánh Linh. When I wake up in the morning, bất cứ khi nào mà tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, thì tôi nói rằng, chào Chúa Thánh Linh buổi sáng. À, tôi cũng chào mừng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con nữa. Okay, so please open up in Ezekiel. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra trong sách Ezekiel. Chapter 36. Đoạn 36. Verse 26. Câu 26. Ezekiel đoạn 36, câu 26 và 27. Okay, we read it please in Vietnamese. Tôi sẽ đọc. Tôi sẽ đọc câu 36, đoạn 36, câu 26. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng thịt khỏi các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 36, 26. Đoạn 36, câu 56. Ngay khi sau sau các ngươi rồi. Change your mind.
Nhưng mà Đức Chúa Cha thay đổi tâm trí của các anh chị em. We all have to thay lòng với Đức Chúa. And we decide that we cannot stay the way we are with stony hearts. Và chúng ta quyết định là chúng ta không thể sống theo cái cách là không thể tiếp tục với cái tấm lòng bằng đá được. Để cái người đó cho với Đức Chúa ở đây có bao nhiêu chị? We receive Jesus. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Tại Chúa Giêsu. God came into our heart. Chúa đến trong tấm lòng của chúng ta. Và chúa người chúa sự nhau với chúa and change our stony heart và ngài thay đổi tấm lòng bằng đá của chúng ta lòng nó bắt ngài ngài lấy nó ra and gave us a heart of flesh và ban cho chúng ta một tấm lòng bằng thịt phô được cái mẫu xem lòng God doesn't speak to our brain our mind chúa ngài không có phán với cái đầu óc hay là tâm trí của chúng ta và chúng mình đã hại cho cái đứa đứa nào là sẽ cái đau lòng. God speaks to our heart. Ngài phán trong tấm lòng của chúng ta. Hại cho cái đứa xe. Sometimes. Và đôi khi. The word heart and spirit is used at the same time, meaning the same thing. Heart. We are not talking about the human heart, but we are talking about the spiritual heart. Thì tấm lòng của chúng ta không nói về cái trái tim bằng thịt bằng xương hay là mà chúng ta nói về phần lòng bên trong phần thuộc linh của chúng ta. Cái chuyện hại nước xe bị sáng hại tới là chỉ cái hại nước xe mà sáng thực thì. Rồi tấm lòng thuộc linh của chúng ta không thể thấy được. Nước xe sáng thực thì cái có một chỉ phòng. Nhưng mà Chúa phán vào bên trong tấm lòng thuộc linh của chúng ta. Chỉ và chú hài cho cái sáng thuộc linh. Every person mỗi một người is made được tạo dựng lên spirit, tạo dựng chỉ có linh soul, có tâm hồn and body, và thể xác and in this case the human spirit is not the spirit of God. Và trong cái hoàn cảnh này thì linh của con người không phải là linh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã sử dụng cái điều hành chủ kỳ chỉ là ba chủ kỳ. The Holy Spirit. Còn linh của Đức Chúa Trời, linh của Đức Chúa Trời đó chính là Đức Thánh Linh. Ba chủ kỳ chỉ là chủ kỳ. Now every human, every person. Mỗi một người. Cái chủ kỳ. Consists of three major parts. Được tạo dựng lên bởi ba phần. Để tạo chỉ một cây nhà. What is the human spirit? Phần đầu tiên đó là nhân linh, linh của loài người. Dạ, đi giờ là để được tình chung lại. Chung thôi. What is human spirit? Đó chính là nhân linh hay gọi là linh của loài người. Which is dead. The human spirit is dead until Christ comes into the heart and revives. That's just life. Linh của con người thì chết cho đến khi mà Chúa Giêsu đến ban cho sự sống. Thì chúng biết tòa chúng thọ Giêsu là vu cho cái chia sẻ. Maybe at some other time, có thể we'll study more about spirit, soul, and body. Có thể một lúc nào đó thì chúng ta sẽ học thêm về tâm linh. Cháu bây giờ cởi lọc cho sang được gì? Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ học thêm về tâm hồn và thân thể. Giờ bây giờ cởi lọc sang, chú tôi là sự là bây sang này cởi. Okay, the human spirit and the human heart sometimes is the same word or in one scripture they say the heart and in another scripture they say the spirit, human, man. Thì có đôi khi nhân linh và tấm lòng con người đó người ta dùng một chung một từ đó là tấm lòng. The spirit. Đó, the human spirit cannot be seen, just like the Holy Spirit cannot be seen. Nhân linh hay là linh của con người đó không thể được, không thể nhìn thấy được, cũng giống như là thánh linh vậy. Thánh linh đó là những chỉ bỏ trong những dạy của chúng ta. Said God said in the scripture we were reading, I give you a heart of flesh. That does not mean the heart like the flesh like this, but it is a spiritual heart.
Khi mà trong lời Kinh Thánh của Chúa có nói rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta tấm lòng bằng thịt, thì điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ ban tấm lòng bằng thịt. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng, đó là một tấm lòng ở trong tâm linh, và tấm lòng đó mềm mại, không còn khô cứng giống như đá nữa. Điều đó xảy ra ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta tiếp nhận Ngài. Điều đó bắt đầu khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Có một sự thay đổi ở trong chúng ta. Nhân linh của chúng ta, nhân linh của con người đã chết đi, chết đi cho đến khi mà Đấng Christ đến trong tấm lòng của chúng ta. Now our human spirit is responsive to the voice and ways of God. Và ngay bây giờ thì nhân linh, linh của con người chúng ta chờ đợi để được đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Every person has is made by God in three parts. Believe I am. Kể cả người tin và những người không tin thì mỗi một người trong chúng ta đều được tạo dựng bởi ba phần. Chúng ta là spirit, linh, soul, tâm hồn, and body, và thân thể. Animals, động vật, có thân thể, and have a soul, và cũng có tâm hồn nữa. Nhưng mà chúng không có tâm linh. It is in the spirit that God contacts us. Đó là ở trong tâm linh thì Chúa liên hệ, Chúa nói chuyện với chúng ta. Animals have no spirit. Một lần nữa tôi nói rằng động vật thì chúng không có tâm linh. Chúng ta có tâm linh. Xin lỗi, chúng ta có tâm hồn và động vật nó cũng có tâm hồn nữa. Rồi điều gì xảy ra ở trong tâm hồn ạ? Đó là ở trong tâm hồn thì chúng ta có những quyết định. Chúa ban cho chúng ta ba cái sự quyết định. Và chúng tôi được bên một bê nhà. Chúa ban cho chúng ta cái sự tự do, cái sự quyết định lựa chọn, đó là chúng ta bước đi theo điều đúng đắn hoặc là bước đi trong tội lỗi. Và chỉ phụ thuộc bên nhau như thầy cái sai, cái sai khó chọn là sự khó chọn. So the will is in the soul. Vì vậy là cái ý chí tự do quyết định của chúng ta ở trong tâm hồn. Giờ là cái họ kỹ xa nó cho cái sáng của kỳ là sự kiện. The emotions are in the soul. Cảm xúc của chúng ta cũng ở trong tâm hồn. The same with animals. Động vật cũng tương tự như vậy. Động vật nó cũng có thể biết buồn. Động vật cũng có thể có ý chí, có biết vâng lời đó. Nếu như mà chúng ta huấn luyện nó, đúng không ạ? Có bao nhiêu người trong các bạn có cái nhà tên là anh? Có bao nhiêu người trong các bạn có con bò ở chỗ các bạn đang sống, thì có bao nhiêu người trong các bạn nuôi bò hay là bò nhiều nhỏ? Còn chó thì sao ạ? Khi mà các bạn đối xử tốt với là con chó, các bạn thân thiện với nó thì nó cũng rất là thân thiện, rất vui vẻ với các bạn. Bên trong chỗ ao mà ao là sinh trong xe, chỗ bên là ao.
And when he is very little, he is naughty. He doesn't want to obey. Thì khi mà nó còn nhỏ thì lúc nào nó cũng nghịch ngợm mà không có muốn vâng lời. Và nếu chuyện mê mà thì nó sẽ chọc quá. But when you train him, nhưng mà khi các anh chị em huấn luyện nó thấy à cho nghe mình à thì nó lắng nghe tiếng của các anh chị em nó chờ cái chờ luôn và vì vậy mà con chó nó có thể đưa ra cái quyết định là vâng lời hoặc là không vâng lời còn hơn thế nào nữa đối với các anh chị em và tôi nhưng mà đó là ở trong tâm linh của chúng ta tâm linh và còn thuộc linh của chúng ta khi chúng ta liên hệ với Chúa. Và bây giờ cho cái sa chú kỳ các cái từ chú đó thọ cái à từ ba chữ xích rồi. Khi mà ngài phán ngài không có phán với lại tâm trí của chúng ta. Ba chữ hai ba chữ hai cho cái từ cái sa. Ngài phán với tấm lòng của chúng ta. Hai cho cái chi hay là tâm linh của chúng ta. Cho cái từ chú kỳ. Tuần tới chúng ta có thể học thêm về điều này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học về sau khi mà chúng ta được thay đổi tấm lòng thì sẽ như thế nào? Từ một tấm lòng bằng đá qua một tấm lòng bằng thịt thì như thế nào? Thì sau đó Chúa có hứa với chúng ta ở trong câu 27 và chúng ta sẽ đọc một cách chậm rãi. Câu 27 Ezekiel đoạn 36 câu 27 Chúa nói rằng ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Phòng không? Cú yếu phú của thần chúc đi cho nê theo cỏ nê cho trở lý cụ tư kế trai và theo cụ tư lưu sạc lý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc. And we start by saying. Và chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nói. God says to me. Chúa nói với tôi. Và chúa cho rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc trong tiếng Việt, cùng nhau đọc trong tiếng Việt. God says. Hai bạn, Chúa nói với tôi. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Phòng mong ơi, đi ô tê phù yêu phú của chú tì châu nê thế cỏ nê qua tao chẳng được đến tê đến chai thế cỏ nê lù sẵn sử. Ấy sẽ kì ra trong đỏ cha cho đó là một cái sự ngạc nhiên về cái lời hứa của Chúa. Một điều vô cùng tuyệt vời, một lời hứa vô cùng tuyệt vời. Vì là lựa chọn trẻ là trong cả đời. Các anh chị em có thể thấy rằng Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. I am going to become one with you. Chúa nói rằng ta sẽ trở nên một với ngươi. Và chúa đã thổi ra vô cùng tình yêu cho con. I put myself in you, my spirit in you.
Ta sẽ đặt thần của ta ở trong ngươi. And I, God. Và ta, Chúa. Who? About you. I, God, I will cause you, move you to walk in my ways. Và ta sẽ khiến ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi đi trong đường lối của ta. Okay, this is very, very powerful. Và điều này rất là quyền năng. I, God, put my spirit in, put your name in. Và ta, Chúa sẽ đặt thần của ta ở trong Lý A Dung. Cô giả bác chị, cô giả phố của tôi, chúc đi cho. Yes, yes. Now that means, what's his name? Yung. Okay. So, this is God, this is Yung. Và đây là Chúa, đây là Yung. Now, Yung wants to walk somewhere. Yung. Yung thì muốn đi đâu đó. Đi xa một bát tư. See? He does not walk alone anymore. Thì các bạn có thấy không? Anh ấy không còn đi một mình nữa. Chỉ mới lên là. The Bible says that he who is united to God. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng is one, one spirit with God. Kinh Thánh nói rằng anh đã trở nên một, hiệp một với lại Chúa, trở nên một, đồng một với Linh. So sure. When he put his spirit, when he will put his spirit in us. Vì vậy khi mà Chúa đặt tâm đặt lên của Ngài ở trong chúng ta. He and I, we are, he and you, we are united forever. Thì Ngài và chính các bạn thì một mãi mãi. He will say, I put my spirit in you. Ngài nói rằng ta sẽ đặt thần linh, ta sẽ đặt thần linh của ta trong các ngươi. And I, Lord, và ta, Chúa, will cause you to walk in my ways. Sẽ khiến các ngươi bước nói theo luật lệ của ta. Ta Chúa make you able sẽ khiến cho các ngươi vâng giữ để làm theo luật lệ của ta. Các ngươi phải không đi một mình nữa, không ở một mình nữa. Bây giờ thì các anh chị em không còn bước theo sức riêng của mình nữa. Vậy các anh chị em có sức lực, có sức mạnh của Chúa ở trong các anh chị em. Nếu các anh chị em muốn đi đâu đó, làm một cái điều gì đó riêng biệt. Let's say this is the believer. Họ nói rằng đây là cái người tín hữu, người tin Chúa. And this is God. Và đây là Chúa. Now the believer wants to go somewhere to heal somebody. Thì cái người tin Chúa nó muốn đi đâu đó để chữa lành cho một ai đó, cầu nguyện cho một ai đó và khai phóng quyền năng của Chúa. Thì cái người tin Chúa đó, người tin Chúa đó gọi xin Chúa nói là: Chúa ơi, con muốn làm theo cái ý muốn của Ngài. Cảm ơn vì vì linh của Ngài, thánh linh của Ngài ở trong con. Vì vậy mà con có thể vâng lời Ngài. Bây giờ con muốn đến bệnh viện ngay và cầu nguyện cho người gì bệnh của con. Và bây giờ thì Chúa Đức Thánh Linh nắm lấy đôi tay của anh và đi cùng với anh chị cho đến bệnh viện. Và bây giờ thì các bạn làm theo những điều mà Chúa làm. Thế khi các bạn làm đó là đặt tay lên người bệnh, cầu nguyện cho người bệnh và Chúa sẽ vận hành qua người bệnh và rồi cô ấy sẽ nhảy lên vui sướng và được chữa lành. Amen. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 3 young ladies or 4. 4 young ladies here. Bây giờ chúng ta có 4 cô gái.
là bên quần to thì mình xài rùa. Six. Chúng ta and we have maybe 18 men. À, chúng ta có 5-6 cô gái trẻ xinh đẹp ở đây và có 18 chàng trai ở đây. How many of you, you're not yet married? À, có bao nhiêu người trong số các anh chị em chưa kết hôn ạ? Một vị trở lên chỉ đóng một phần nhỉ? Tôi có thể thấy là you are seriously looking around. Anh chị em cứ quay anh chị em quay nữa. Because you already have in your mind who you which one you would like to go out with. Bởi vì các bạn đã có trong tâm trí của mình rằng cái người nào sẽ đi ra ngoài với mình đây. Một cái xã để lên tiền cho cũng mua. Yeah, and most of you already imagine what you would like to do when you go out with her. À, và rồi một vài người trong các bạn à tưởng tượng rằng à mình sẽ làm cái gì với cô ấy đây? Mới xe xả thì cô ấy trả cho tôi một con nữa. Oh, nếu như mà mình có thể được ở riêng với cô ấy. Phải không? Yes or no? Đúng không ạ? Phải không ạ? Yes or no? Đúng hay là không ạ? No. Oh, yeah. Đúng hay không ạ? Chị đó. Who says yes? Yes. Ai nói đúng rồi ạ? Ai nói yes rồi? Ai nói đúng rồi ạ? Tôi tìm thấy yes. Yes. Half yes and half no. Một nửa nói đúng, một nửa nói không đúng ạ? In a moment we are going to cast out lying demons. Okay, now everybody knows temptations. Tất cả mọi người đều biết về sự cám dỗ. Temptations là những trò mà thế kỷ là đàn. Of course, you tell me no, there's no temptation for you. You never imagine things. Dĩ nhiên các bạn có thể nói với tôi là, ồ, không, không có cái sự cám dỗ nào cho bạn. Nên cho hai chú cụ thể chỉ mua thế nào. God sees your heart. Chúa ở trong tấm lòng của bạn. Và Chúa ở trong tấm lòng của bạn. We all have ungodly desires sometimes. Chúng ta đều thấy đều có những cái ước muốn thuộc về Chúa. Đôi khi chúng ta có những cái ước muốn không thuộc về Chúa. Thì sẽ phải mất thời gian Chúa để chỉ trả lời lại Chúa. Like at home when you saw. Giống như là khi ở nhà, khi các bạn xem cái gì đó. Thì cái là người hàng xóm của các bạn có rất nhiều cái, có nhiều búa, có tới 2-3-4 cái búa, nhưng mà bạn thì không có cái nào. Rồi có cái máy cưa đó. Rồi trong máy cân tông. And you would like to have that. Và các anh chị em các bạn cũng muốn có nó. Đây của sản phẩm ấy thôi ạ. Maybe he has 3 hammer, you have 0. Có thể là người ta có tới 3 cái búa mà bạn không có cái nào. Thì đây là một chục bê cha tàu thì chỉ có chỉ một chút. Or some other things he has several of and you don't have. Hay là người ta có một cái vài thứ gì đó mà bạn không có. Người lớn một cái giá trị thì có chỉ có mua. When some of us, when we were still sons of the devil. Thì khi mà chúng ta vẫn còn là con cái của ma quỷ. Thì phần đã biết chuyện đó. Đang thì mình lên nhiều. We went over at night and over the neighbor was gone. Thì chúng ta đi vào buổi tối rồi khi mà đến nhà của người hàng xóm của mình. Cái chồng tôi vừa cho gì cho. Rồi chúng ta ứng chừng coi có ai nhìn thấy mình không? Cái mà mạn nhà chẳng có mình bỏ đi. À hay là? Thế sao? Lấy nó. Thế mua kiểu này cho kiểu nó khe kiểu này. Đây là những điều mà chúng ta làm khi chúng ta còn là con cái của ma quỷ. Bây giờ bé qua đây học bé đứa này phu.
So and so most of you, you see a pretty girl in the village. Oh, and you get all kinds of ideas. Rồi kêu phần các bạn thấy những cái cô gái xinh đẹp ở trong làng của mình rồi tâm trí của các bạn có đủ thứ cái suy nghĩ. Nhất thầy trong con nhau biết rõ biết được chuẩn bị sao mà xa lòng. Nhưng mà bây giờ các bạn đang ở trong trường điện thoại. Chỉ cho các bạn trận tác của nó. Và các bạn biết rằng. Và các bạn biết rằng mình phải sử dụng cái tâm trí của mình cho cái việc học ở đây. Rồi các bạn không có các bạn không có còn mơ mộng gì về một cái cô gái đẹp rồi muốn được ở riêng với cổ. Thế bây giờ ôm bao số bỏ cho chẳng thấy trong đó với sản cho nhỏ. You know how you can resist these thoughts? Rồi các anh chị em có biết là cách nào để chúng ta chống cự với lại cái sao suy nghĩ đó không? Bây giờ chả thấy ta chả thấy khó kỹ xá thì đó. How you can resist this desire to be, oh, just alone with this lovely girl. Các bạn có thể biết cách nào để mà chống cự cái suy nghĩ là, ồ, làm sao mình có thể được ở riêng với cô gái đáng yêu này đây? Bây giờ chạy tập trải nghiệm khó là bây giờ xã dụng được thành ngon rồi. Các bạn có biết bằng cách nào không ạ? Vô lên trà phê, có nhân con đó. Biết bằng cách nào chúng ta có thể chống cự được không ạ? Bây giờ bao, bây giờ lên trà. Tập trung được. How you can resist? Làm cách nào để mình chống cự? About stealing the t-shirt from one of the other men who wear five t-shirt and don't wear one. Làm sao chúng ta có thể chống cự được cái suy nghĩ là mình sẽ lấy bớt một cái áo từ cái người khác mà có năm cái áo trong khi mình chỉ có một thôi. Cái đồ trà nó tạo lại một chi tiêu với một ít đồ gì? Các bạn có biết bằng cách nào không ạ? Cái đồ trà. How you can resist jealousy? Các bạn có biết bằng cách nào mình có thể chống cự cái sự ganh tị? How you can resist temptation? Các bạn có biết cách nào mình có thể chống cự cái những cám dỗ? Các bạn có biết không ạ? Đàn thiệt cho thật tế. Đó là ở trong God says. Ở trong đây lời của Chúa nói rằng ta đặt thần của ta trong ngươi. And I God. Và ta Chúa. Chúa giờ Chúa. Khiến cha ngươi có thể chống cự. Anh ấy có gì? You don't have to daydream about things that you should not think about. Bạn không có cần phải nằm mơ giữa ban ngày để về những cái điều mà không nên nghĩ. Yeah, here we go. You know, nobody does it, but everybody laughs. All right. You don't have to steal that pocket knife or that t-shirt from the man who has several t-shirts if you don't have enough. Mình không cần phải trộm, mình không cần phải lấy cái thứ gì hay là áo khoác hay là cái bóp ví của người khác. Thế chỉ tài yếu nhiều, chỉ tài yếu nhiều rồi cho rồi thì nhiều thì rồi thì không. You can say thank you, Holy Spirit. Chúng ta có thể nói rằng cảm ơn Đức Thánh Linh. Bây giờ chủ là giờ ô ơi, vì Ngài giúp con để chống cự lại. Vì có ba chủ của là chỉ thị. I do not need to sin, I will not steal. Con không muốn phạm tội. Con sẽ không phạm tội. I will not steal. Con sẽ không ăn trộm. I will be obedient to you, God. Con sẽ vâng lời Chúa của con. Và con tin cậy nơi Ngài. Thế của là chia sẻ cho con. That you will bring to me a t-shirt or a pocket knife. Và Ngài, con tin cậy nơi Ngài rằng Ngài sẽ đem cho con một cái áo hay là một cái bóp. Chia sẻ cho con là tôi phụ cho cũng mua giúp cho con. God will then honor your faith in Him. Chúa rất trân trọng là bạn đặt đức tin ở nơi Ngài. Và Chúa sẽ chia sẻ cho con. And He will help you. Và Ngài sẽ giúp đỡ bạn. And he will send somebody who gives you exactly the
xác cái điều mà bạn cần. God, the Spirit in us. Chúa Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Makes it possible for you and for me to do what is. Khiến cho chúng ta có thể làm được những điều mà khiến cho Ngài vui lòng. No longer to lie. Không nói dối nữa. Chỉ là. No longer to steal. Không ăn trộm nữa. Chỉ không xa lời. Is there somebody here who I don't know which part of the woman's body they can integrate in a couple of things. Có một ai đó ở tại đây. Quay từ tiền nhỏ, không ạ? Where the police has burned down your field. Khi mà những công an cảnh sát đã burn down your trees. Đã đốt ruộng vườn của các bạn hoặc là chặt cây. Or convince the family members that are not yet Christians to come against you. Hoặc là khiến cho những người ở trong gia đình của bạn mà chưa phải là cơ đốc nhân chống cự chống nghịch lại với các bạn. Đó chương trình đã great harm. Đưa đến một sự bắt bớ, bắt bớ một sự tàn hại đến cho các bạn. Có thể là phá hoại nhà của các bạn, phá hoại mùa màng của các bạn. Đem những con vật nuôi của các bạn đi. Is there somebody here to whom any of those things, not all of them, not all at once, but some of those things happen? Rồi có ai ở tại đây mà có xảy ra một trong số những điều đó không? À, không muốn lấy tiền mua, giá phải lấy tiền, số giá chương trình mình muốn lấy tiêu tiền luôn. Cô là chỉ lấy một cái chia cha trong chế. Nếu như mà có thì vui lòng giơ tay lên ạ. Nhập tiền mua mà cha tiền. Who had lost things, not lose, but that. Yeah, to damage from other people, and of particularly the police. But there's more. There's not only one man. Không chỉ có một người thôi. Would you like to read? Thank you. Yeah. Bây giờ là vấn đề của chủ đề là cũng như là bà muốn hỏi là giữa bọn chúng ta ở đây trong nhà của mình hay trong gia đình mình đã từng bị những sự bắt bớ như vậy. Chào mọi người, chị rõ ràng là bị tổn hại bởi cái sự đồ vườn tường bị bắt bị phá con vật thì phá của chia thì chị ai đã từng bị như vậy hoặc những người gia đình của mình bị là thì chúng ta hãy giơ tay thì bà biết là có nhiều hơn là một người không phải chỉ có một người chúng ta phải giơ tay lên để chờ được cái cha thì được không? Và đây những người đã trải qua như vậy thì chúng ta hãy đưa tay lên, nhưng mà đừng có không cần phải nói với người khác. Bên ngoài là chỉ đặt hẹn được cái cha thì. Nếu có những việc như vậy đã xảy đến với mình, xảy đến gia đình mình thì chúng ta hãy đưa tay lên. Đừng có xấu hổ. The Bible says you are blessed when you are persecuted. Vì chúng ta nói rằng những khi chúng ta bị bắt bớ như vậy thì chúng ta được phước. Và là cô ấy thảo phép cho cái chỉ dọn là phép tao không mong. Ok. Only two people? Chỉ có hai người hay sao? Có thử sự đó. Ok. Go. Come on, be honest. Chúng ta. Ok, put your hand down. Thank you. Chúng ta để tay xuống. Cảm ơn các bạn. Phép cho kể cho phép cho. Now I ask, who of you would like to tell what happened to you? Bây giờ tôi muốn hỏi là có ai muốn kể về cái những điều đã xảy ra với mình không ạ? Cô
Sanotepe lên thì xã bé thì kể mua cho dù tàn lụi. If you are too mature or you are ashamed, maybe you don't want to talk, it's okay. Nếu như mà các bạn bị tổn thương quá, đau đớn quá hoặc là các bạn ngại ngùng xấu hổ và không muốn nói thì cũng không sao. If you would like to share, it would help us. Nhưng mà nếu các bạn muốn chia sẻ thì điều đó sẽ giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Do nhà bếp xã khe cho có thịt khe cho bếp rồi còn có bao giờ có sự việc đó. Có. What's your name, please? Tên của thầy là gì ạ? Tên là Bèo Trà. What's your name? Okay. Tất cả họ thông tin chỉ có vài phụ nữ về tên chú. Lấy Okay. Yeah. 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 Yeah.
那个卷子啊，都把它的。 Còn bây giờ thì rõ là chúng ta sẽ mơ hay là sẽ có chúng ta bao tay để sẽ khó trách bây giờ dù cái chuyện giả trị cho lãnh sức diện của tâm. Ok, it is almost impossible. Gần như là không thể. Do là cái gì? If someone has experienced such great loss. Khi mà có một người nào đó kinh nghiệm những cái sự tổn thất lớn như vậy. Họ bị mấy từ này là such great shame. Tí tạo thì khi những cái sự sống khổ. Gần như là mình không thể tha thứ được. Cho nên dễ dàng chứ. Nhưng mà ở trong phần cựu ước. The Old Testament is very different. Phần tân ước. Phần cựu ước thì rất là khác, khác biệt so với phần tân ước. Thảo cũng mạnh dạy lên Thảo chết. The Old Testament was based on loss. Phần cựu ước đặt nền tảng dựa trên những sự mất mát. And that is in the Old Testament it said. Và trong phần cựu ước nó là. If somebody hurt you hurt him. Nếu như mà có ai đó làm tổn thương anh chị em thì anh chị em có thể làm tổn thương lại. Knock out your tooth. Nếu như mà có ai đó làm đánh làm gãy mất cái răng của mình. You take revenge. Thì mình có thể báo thù lại. Yeah, you have to cầu nguyện bao nhiêu. Somebody get knock out your eye. Nếu có ai đó mất mắt của mình ra. Thì hãy làm tương tự như vậy đối với người đó. But in the New Testament, nhưng ở trong Tân Ước, Chúa Giêsu nói rằng, hãy yêu những người ghét mình. Be good to those who treat you badly. Be good to them. Hãy đối xử tốt với những người đối xử tệ với mình. Thế ôi rau cho đó sai chỉ đầu. You cannot be good to them if you don't have God. Các bạn không có thể đối xử tốt với người khác nếu như không có Chúa ở trong lòng của mình. You cannot. Bạn không thể fully forgive. Không thể hoàn toàn tha thứ. And forget. Và quên đi. And the Bible also says we should bless them who curse us. Và Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta hãy. How do you do that? Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải chúc phước cho cái người mà đã rủa xả mình phải làm như thế nào đây? Và là cô đẹp bé chủ mình làm thế nào để tha thứ đây? People will hurt you so much. Những cái người mà đã là tổn thương mình quá nhiều như vậy. Những người mà đã phá hoại cuộc đời của các bạn. Những người mà đem bạn ra làm trò cười. Nói dối về bạn. Do all kind of evil things to you. Làm tất cả những điều tệ hại đến cho bạn. Theo tôi dạ. How can you be good to them? Làm sao mà bạn có thể đối xử tốt với họ được? Làm sao mà mình có thể chúc phước cho họ được? Làm sao mình có thể tha thứ cho họ được? Very different than New Testament from the Old. Tân ước và cựu ước rất là khác biệt. It's because in the New Testament. Đó là bởi vì trong Tân Ước, sau khi mà Chúa Giêsu đã trở về thiên đàng, thì Ngài ban
Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. And the Holy Spirit who is God. Và Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Thêm chúc để giàu và chính tu. Makes us able to do what we could not do otherwise. Khiến cho chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta không thể làm được. Chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta không thể làm được. If God says forgive. Nếu mà Chúa nói rằng hãy tha thứ. And everyone has had offenses or people hurt you. Và nếu như mà những người trong chúng ta có những người là tổn thương mình. Lời cho chúng ta là phải ông cho phải mua tiền bên mình. Some of you have been very much hurt. Và một vài người trong các bạn có rất nhiều sự tổn thương. Em một số trong kia. You must have God in your heart. Thì các bạn cần phải có Chúa ở trong lòng của mình. Thánh Linh của Ngài ở trong lòng mình. In order to do God's work. Và bên cạnh đó còn lời của Ngài. Vâng lời của Ngài. To forgive, for instance. Để tha thứ. Forgive. Để tha thứ. To several of you, shameful things happened. Painful and shameful. Cho một vài người trong các anh chị em ở đây có những sự xấu hổ, có những sự đau đớn xảy ra. Và Chúa nói rằng các anh chị em cần phải tha thứ. Và Chúa đã bày cho chúng ta rằng. And you say, but it's not my fault. I haven't done anything wrong. Thế mà bạn nói rằng, nay đó chẳng phải là lỗi của tôi đâu có làm gì sai đâu. Và Chúa khả năng quên, quên có thể Chúa cũng đều cũng sẽ đau được kiện. Now, do you think that God would ask us to do something that we cannot do? Bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ yêu cầu chúng ta làm cái điều gì đó mà chúng ta không thể làm không? Thế còn sao để mà Chúa sẽ có phép để giải được phép đó không? So now how can okay? He does not ask us to do. God does not ask us to do something that we cannot do. It would not be just. Chúa không có bao giờ bắt chúng ta làm những điều mà chúng ta không thể làm được. Và Chúa chỉ đạo của Phêrô để giải được Phêrô chỉ đạo. That's why He gives us His Spirit. Đó là lý do tại sao Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh. So we are united with Him. Để chúng ta kết hiệp với Ngài. And He says. Và Ngài nói rằng. I will make you able. Và ta sẽ khiến cho ngươi có thể tha thứ. Dạ. I am one with you, God says. Ta là một, ta đã trở nên một với ngươi rồi. I help you to do what you cannot do alone. Ta sẽ giúp cho ngươi làm những điều mà ngươi không thể làm một mình, tự mình làm được. I will take you by the hand. Ta sẽ nắm tay ngươi. And lead you in the way that you should go. Và dẫn ngươi đi trong con đường mà ngươi phải đi. Cho con mình, và ta sẽ ban cho ngươi sức lực để ngươi không có làm những điều tự mình làm nữa. Ta sẽ khiến cho các ngươi có thể để bước đi theo lời của ta, theo sự chỉ dẫn của ta. Okay. Obedient. Ta Chúa khiến cho các ngươi vâng lời. This is a wonderful and deep truth. Đây là một điều tuyệt, đây là một lẽ thật tuyệt diệu. And that's why the Holy Spirit can be your best. Và đó là điều mà Đức Thánh Linh có thể trở thành người bạn thân nhất của các bạn. Let's read that verse one more time. Chúng ta sẽ đọc lại. Chúng ta sẽ đọc lại. Chúng ta sẽ đọc lại câu Kinh Thánh này một lần nữa trong Ezechiel 36. Chúng ta sẽ cùng đọc, cùng nhau đọc lại Ezechiel 36. Ezechiel 36 câu 26 và 27. Chúng ta sẽ cùng đọc một cách chậm rãi, và khi đọc thì chúng ta nói rằng Chúa phán với tôi, và mình chỉ vào mình, Chúa phán với tôi. Được chưa ạ? Các thầy đã tìm được hết chưa? Rồi chúng ta cùng nhau đọc nhé. Chúa phán với tôi, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới cho các ngươi. Ta sẽ rút lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi
thấy mình mong thì chỉ đọc con thôi mà được không? God has to me. God has to me. Cúi ở bụng tôi chú đi cho nên thế còn đi cho trời nó cũng thế kế trai thế được sạch. You see, God has confidence in you. God has confidence or faith in you. Chúa có lòng tin cậy ở nơi mẹ. Và chính chắn tạo cho phép. He knows you will be doing okay. Ngài biết rằng các bạn có thể làm tốt. Có thể phê chủ quan trọng. Because from now on you will no longer be alone. Bởi vì từ bây giờ trở đi các bạn không còn đi một mình nữa. You will have my brother. God the Spirit, God the Father, God the Son strength in you. Bởi vì chúng ta có Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh ở trong các bạn. Good news. Tin tức tốt lành đúng không ạ? Amen. Hallelujah. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Amen.